bảy chốn đấu gai. Em đừng đừng một ngã nát lời cay đắng miên. Em sẽ đi dù bờ mỹ đắng đầy và sẽ quên hình bóng trong kỷ niệm lỡ một lần chân tròn tuổi xuân cho kẻ là thì Nam Giang xin được giao lưu với một anh quản trị viên của nhóm mình. Anh đó hôm nay chắc là không có mặt ở đây, nhưng cũng rất là thường xuyên song ca với thầy Nam Giang. Để cảm ơn anh thì Nam Giang sẽ được hát với anh một bài. Thank you.